Rồi, giờ này chào mấy bác nha Mỗi bác cho xin một like nha Thì đầu tiên em cảm ơn thêm ba bác nữa Đã cọc tiền bên em mua thêm ba con này nữa Đấy Thì em quay lên một con Mà em bán đến bốn con lận Mấy bác thích chưa cái Một cái kênh mà bán hàng như vậy Thì mấy bác biết là cái giá cả rất là cạnh tranh Và phải dùng cái công sức đầu óc Mình để mình kiếm tiền đó là thật sự là vậy Và em ráng kiếm Bằng cái công sức khả năng của em Đó Thì em với cái kênh em Thì bán số lượng nhiều Nhưng mà lời ít lại Một con chỉ kiếm chút chút thôi Kiếm cho vui Chứ không bao giá luôn thị trường Mà em nói bao giá thị trường không có đâu Thì mình lời chút chút Nhưng mà được nhiều khách ủng hộ Đấy, Mua qua Yellow thôi Đấy, ba khách ba anh khách nha Mua ba con Bây giờ em còn hai con 311 một một thì mấy bác cố gắng chốt nhanh đi chứ nó cũng không còn nằm đây lâu đâu đó là thú thực là vậy thì em lời ít lắm một con kiếm trăm hai trăm ba trăm có hai trăm có trăm có có con huề luôn có con lỗ luôn bình thường nhưng mà không có đặt vấn đề lời quá nhiều và mình bán theo số lượng đó, là mình bán theo số lượng mình lời lên đấy con em mình bỏ công sức ra mình làm để mình lời nhiều còn một số anh thầy thợ gì đó thì lại bán chỉ cần một con thôi nhưng mà nghỉ đến chục ngày vẫn còn tiền Ủa? còn em một ngày mà bán dưới ba con hay hai con là chết ngắt ngay em vẫn nói mà một ngày mà em bán dưới từng đó là em chết đó, Thiệt sự rồi ok thì vậy một lần nữa cảm ơn tất cả những anh khách đã mua máy bên em thì em cũng báo mọi người em còn đúng hai con Đấy, hai con là bao chất luôn đây à. một con này. con này thì nổ rồi không nổ luôn đâu ghê không thì à, mỗi bác cho xin một like thì những cái này này em sẽ nắn lại hết cho những cái này nắn lại đó, giống như con này này em đã nắn em đã sơn lại thì đây em cũng nắn lại rồi em sơn lại cho nó đẹp vậy thôi. không quan trọng mấy cách cỏ mà. Mình đâu phải mình mua về để mình cúng nó đâu. Không quan trọng đâu mấy bác nhỉ Cái quan trọng đây này nhiều bác nên nó rỉ rác này vẫn ủng hộ em mà. Đâu quan trọng đâu. Mình về mình đi phát cỏ chứ đâu phải đi về mình tế nó đâu. Mình làm ra nó. Chứ không phải nó làm ra mình. <laughs> Thiệt sự nha mấy bác nha. Thì em chỉ nói vậy đây. Các anh em với tiêu chí vậy thì cảm ơn mọi người. Đã mua máy mỗi người ủng hộ cho em xin một like một đăng ký rồi ok cảm ơn mọi người thì bên em còn hai con đó em bán cho mọi người giá chỉ một triệu tám cho một con thôi đó bao ship tận nhà rồi cho nó đi bớt đi mua con nào cũng được đã vực này em vừa em vừa vừa chụp nổ do một tay em không lên ga được với lại nó còn cái chén kìa à? sợ nó văng chén ra để à, thử luôn đi thử luôn nhé con đây thử luôn con này nhé em phải nhìn cái chén lên ừ. thấy không cái chén sợ nó răng ra ừ. gần 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 răng gần đăng. Ừ. đấy sợ nó răng cái chén rồi ok thì à, mỗi bác cho xin một like một đăng ký thì hai con này bên em bán cho mấy bác giá trụ 8 thôi bao ship tận nhà mấy bác chốt nhanh nha bởi vì nó không có giá đó đâu sang dưới mà em tính ngang qua sang trên thì không có chuyện nó xảy ra đâu nên mấy bác cố gắng chốt nhanh cho bên em rồi một lần nữa cảm ơn mọi người thì em nói em sẽ sơn lại cái phần này sơn lại hết nó cho thịt đẹp giống như con này con này em đã sơn rồi Đấy. và mấy bác có thể chọn số cherry đây ví dụ con này là bao nhiêu đây dọn ra thì nó đẹp như nhau 898 đuôi nha mấy bác chín 898 đuôi còn à, em này là bao nhiêu đây? À, con này 567 đôi. Đẹp ghê ta. <laughs> rồi, thì nó có bông chóc. Không sao, máy mà. Ngon là được. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Thì bác nào mà chọn con nào thì cứ uh, chọn, ví dụ chọn số series. Thì mấy bác có thể chụp hình qua zalo Chốt, cọc cho bên em. Em làm nốt, rồi em gửi tặng nhà. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Thì còn đúng hai con thôi, giá trụ 8 thôi. Xả luôn cho nó đi đi. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nha.